Mỗi chọn lựa đều khiến bạn có cơ hội mở ra đường đời thênh thang, không ngừng tiến bước, dùng hết tốc lực để tiến bước thôi. Ở chốn công sở, mỗi người đều sẽ gặp phải một số việc bản thân không muốn làm. Đó có thể là những việc không phải là sở trường của bạn, hoặc là việc cấp trên sắp xếp tạm thời. Câu chuyện thương hiệu Việt Mobifone đã ra đời như thế nào? Tổng công ty viễn thông Mobifone, tiền thân là công ty thông tin di động VMS, được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu Mobifone. Trong những ngày đầu đất nước ta vừa mới mở cửa sau thời kỳ bao cấp, khi mà những mối lo ăn no mặc ấm vẫn còn thường trực, thì việc cho ra mắt mạng viễn thông di động thực sự là một bước tiến không tưởng. Sự có mặt của Mobifone không chỉ đặt nền móng cho ngành di động tại Việt Nam, mà đó còn là một sự kiện mang tính chất biểu tượng cho sự phát triển chung của đất nước khi những giới hạn trước đây về thông tin liên lạc bị phá vỡ. Ý tưởng cho ra đời mạng di động đầu tiên tại Việt Nam có từ bao giờ? Ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện kể lại rằng, vào năm 1987, lãnh đạo Tổng cục Bưu điện đã quyết định đi thẳng vào công nghệ số hóa. Mạng lưới analog của Việt Nam lúc đó rất nhỏ bé, cho nên phải sử dụng lợi thế của người đi sau trong xu hướng là thế giới đã và đang bắt đầu chuyển sang số hóa lĩnh vực viễn thông. Lúc bấy giờ, do Việt Nam rất nghèo và viễn thông chưa phát triển, nên lãnh đạo của Tổng cục Bưu điện đã phải có nhiều cuộc thảo luận và phân tích để có thể chọn con đường nào là tốt nhất và cuối cùng thì quyết định đi thẳng vào con đường số hóa. Năm 1992, Tổng cục Bưu điện đàm phán với các đối tác để chuẩn bị đưa công nghệ GSM triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tháng 7 năm 93, lựa chọn Alcatel là nhà sản xuất thiết bị để triển khai mạng di động đầu tiên tại thành phố Hà Nội. Sau đó đến cuối năm 1993 và đầu năm 1994, mạng GSM đã được tiếp tục mở rộng ở thành phố Hồ Chí Minh với đối tác Ericsson. Đến năm 1994, mạng GSM được thiết lập và chính thức cung cấp dịch vụ tại một số thành phố lớn. Công nghệ này cũng được lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn của châu Âu và ITU để đưa vào thị trường Việt Nam. Tổng cục Bưu điện chủ trương phải tạo sự quản lý thống nhất mạng GSM trên phạm vi toàn quốc nên đã thành lập Mobifone. Việc thành lập Mobifone sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh của mạng GSM và năm 1993 Mobifone ra đời. Trước đó thì Tổng cục Bưu điện cũng đã thành lập công ty viễn thông quốc tế VCI để quản lý thống nhất mạng viễn thông quốc tế. Ở thời kỳ đầu phát triển viễn thông Việt Nam, chúng ta rất hạn chế về mặt vốn. Đến năm 1989 mới có 1,7 triệu đô la Mỹ để mua tổng đài điện tử, nên phải mua thiết bị trả chậm và hợp tác với BCC để có được vốn đầu tư. Tổng cục Bưu điện cho rằng cần hạn chế vay trả chậm vì sẽ gặp phải bất lợi về giá. Cũng có một số đối tác muốn vào Việt Nam từ sớm, thế nhưng việc đàm phán cũng rất là nhạy cảm. Chúng ta phải tìm một đối tác có kinh nghiệm, có vốn để có thể giúp chúng ta triển khai mạng di động này. Qua thành công của BCC triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại quốc tế với Telstra, chúng ta có thể tiếp tục đàm phán BCC với Convic vì quan hệ Việt Nam Thụy Điển cũng gắn bó một cách đặc biệt. Hơn nữa, đây cũng là đất nước sản xuất thiết bị mạng di động có công nghệ hiện đại với đại diện tiêu biểu là Ericsson và nhà khai thác nhiều năm kinh nghiệm Convic. Việc hợp tác với Convic từ năm 1996 đã giúp cho Mobifone có vốn và công nghệ cũng như là kinh nghiệm quản lý hiện đại. Qua quá trình lựa chọn công nghệ và đối tác thì Mobifone chính là minh chứng thành công thứ hai trong việc hợp tác nước ngoài của viễn thông Việt Nam. Phải nói là trong 10 năm hợp tác với đối tác Convic, Mobifone đã có một nguồn vốn tốt tới từ nước ngoài đầu tư. Bên cạnh đó thì chính Mobifone cũng có được đội ngũ cán bộ nhân viên có phong cách quản trị doanh nghiệp và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tối ưu hóa mạng lưới để có được chất lượng tốt. Ngay từ đầu, việc quan hệ hợp tác như vậy, Mobifone đã trở thành một thương hiệu lớn của Việt Nam. Năm 1993, chúng ta đã có mạng Mobifone. Thế nhưng cơ sở nào để tiếp tục thành lập mạng Vinaphone? Theo ông Mai Liêm Trực chia sẻ, thì cũng có ý kiến cho rằng tại sao phải thành lập ra mạng Vinaphone khi mà chúng ta đã có Mobifone. Ở lúc mới thành lập, Mobifone trực thuộc Tổng cục Bưu điện và năm ngoài VNPT. Khi thành lập các tổng công ty 91, Tổng cục Bưu điện chủ trương đưa Mobifone vào VNPT cùng với các công ty trong khối công nghiệp. Ở lúc đó, Mobifone bắt đầu hợp tác với Convic và vẫn phát triển rất tốt. Thế nhưng Tổng cục Bưu điện và VNPT quyết định xây dựng mạng di động thứ hai là Vinaphone, hoàn toàn do phía Việt Nam quản lý và xây dựng. Sở dĩ đưa ra quyết định này là bởi lãnh đạo ngành bưu chính viễn thông nhìn nhận chắc chắn nhu cầu về dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam sẽ bùng nổ, nhưng Convic cam kết chỉ đầu tư 130 triệu đô cho Mobifone trong vòng 10 năm. Mức đầu tư này rất hạn chế và không thể nào đáp ứng được sự phát triển của thông tin di động tại Việt Nam. Quan điểm của lãnh đạo ngành là cần có mạng di động thứ hai để giành thế chủ động và không thể duy trì độc quyền trong kinh doanh ở một thị trường được dự đoán là bùng nổ. Hơn nữa, nếu như không có mạng di động thứ hai sẽ rất dễ bị rủi ro khi không đàm phán được với đối tác trong quá trình phát triển Mobifone.
Khi đó, việc đàm phán với đối tác để tăng đầu tư cho Mobifone 50 triệu đô mất tới vài tháng trời vẫn chưa xong. VNPT đang trong thời kỳ tăng tốc giai đoạn 1 nên cũng cần phải có nguồn ngoại tệ để xây dựng được mạng di động thứ hai của riêng mình. Và với quyết tâm đó, tháng 6 năm 1996, chúng ta đã khai trương ra mạng Vinaphone, giành được thế chủ động và tạo sự cạnh tranh nhất định để phát triển dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam. Thực tế triển khai đã chứng minh được quyết định đó là đúng đắn. Động thái này giúp cho Mobifone được đối tác tăng vốn đầu tư cho mạng lưới lên tới 230 triệu đô. Năm 2014 đánh dấu mốc lịch sử quan trọng về mặt tổ chức doanh nghiệp ở Mobifone. Công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành tổng công ty, hoạt động dưới 100% vốn điều lệ nhà nước. Cũng trong năm 2014, Mobifone đã thay đổi đơn vị chủ quản từ VNPT thành Bộ Thông tin Truyền thông, tự chủ hơn trong hoạt động hành chính và cơ cấu tổ chức. Từ đó cho đến năm 2020, công ty còn bước xa hơn khi công chúng hóa từ 35 đến 50% vốn điều lệ, giảm sự lệ thuộc vào vốn quốc doanh. Bên cạnh khía cạnh kinh doanh, Mobifone còn nổi tiếng là doanh nghiệp có nơi làm việc mơ ước với bất kỳ người lao động nào. Năm 2017 là năm thứ tư liên tiếp Mobifone tiếp tục lọt vào danh sách nơi làm việc tốt nhất theo Newsweek Alphabet. Về môi trường làm việc tại Mobifone, doanh nghiệp được đánh giá cao về mức lương cạnh tranh, sự hài lòng của nhân lực và sự gắn kết của lãnh đạo với cán bộ nhân viên. Đây là tiền đề để tạo dựng sự sáng tạo và hứng thú trong làm việc của người lao động, giúp cho Mobifone có thể ra đời được những sản phẩm và dịch vụ tốt tới mọi đối tượng khách hàng. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads, sử dụng để trang trí cover Facebook, website.